Cập nhật tình hình COVID-19 thành phố Cần Thơ. Tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tính đến 17 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2021. Cần Thơ có số trường hợp COVID-19 như sau. Số trường hợp mắc COVID-19 là 5.082 ca, đã truy vết 14.625 F1, 9.631 F2 liên quan. Số trường hợp điều trị khỏi là 4.165 ca. Tính đến 17 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2021, Cần Thơ ghi nhận 74 ca nhiễm mới, trong đó 5 trường hợp qua tầm soát tại cộng đồng, 22 trường hợp trong khu cách ly, 32 trường hợp trong khu vực phong tỏa, 15 trường hợp cách ly tại nhà, đã truy vết 108 F1, 20 F2 liên quan và đang tiếp tục điều tra truy vết. Các trường hợp mắc được ghi nhận cụ thể ở các quận như sau. Quận Bình Thủy 12, quận Ninh Kiều 24, quận Cái Răng 15, quận Thốt Nốt 6, huyện Thới Lai 3, huyện Phong Điền 1, huyện Vĩnh Thạnh 8, huyện Cờ Đỏ 2, ngoại tỉnh 3. Trong đó, số ca mắc tại quận Bình Thủy được ghi nhận ở các phường sau. Phường Bình Thủy 2, phường An Thới 3, phường Trà Nóc 1, phường Trà An 4, phường Thới An Đông 1, phường Bùi Hữu Nghĩa 1. Số ca mắc quận Ninh Kiều gồm các phường như sau. Phường Cái Khế 4, phường Tân An 4, phường Hưng Lợi 2, phường An Hòa 5, phường Xuân Khánh 2, phường An Khánh 5, phường An Phú 1, phường An Cư 1. Số ca mắc tại quận Cái Răng gồm các phường sau. Phường Phú Thứ 3, phường Lê Bình 10, phường Hưng Thạnh 2, quận Thốt Nốt gồm các phường như sau. Phường Thốt Nốt 4, phường Trung Nhất 2. 3 trường hợp ở huyện Thới Lai được ghi nhận tại xã Trường Thắng. Huyện Phong Điền ghi nhận 1 trường hợp mắc COVID-19 tại xã Nhân Nghĩa. Huyện Vĩnh Thạnh ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19 tại các xã sau. Xã Vĩnh Bình 1, thị trấn Vĩnh Thạnh 4, xã Thạnh Quế 1, xã Thạnh Lợi 2. 2 trường hợp được ghi nhận tại thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ. Các trường hợp mắc COVID-19 ngoại tỉnh được ghi nhận là tỉnh Vĩnh Long 2 trường hợp và tỉnh Hậu Giang 1 trường hợp. 5 trường hợp tầm soát ngoài cộng đồng được ghi nhận cụ thể như sau. 3 trường hợp được ghi nhận tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều và 2 trường hợp tại thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ. Kênh sẽ cập nhật khi có thông báo mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày.